những bông hoa anh đào đang xen giữa trắng và hồng điểm xuyết trên tầng ngọn cây xanh trong vườn nhìn cận cảnh còn có thể thấy được đàn ông cần mẫn lấy mật giữa rừng hoa thơ mộng khi những cánh hoa anh đào theo gió lì canh hệt như bức tranh tuyết trắng diễm lệ cả nông trường vũ lăng tại đại trung đều đắm chìm trong không khí lãng mạn một nhóm du khách đến từ indonesia cho biết nơi đây là thắng cảnh để thưởng thức hoa anh đào mùa xuân rất nhiều du khách đều bị cảnh rừng hoa này hấp dẫn lên núi ngắm hoa và tận hưởng hương vị của rừng phó giám đốc nông trường vũ lăng là ông hồ phát thao cho biết những loài hoa anh đào khác thường là sẽ rụng cả một bông hoa, nhưng loài hoa này thì lại rơi rụng từng cánh, đúng với cụm từ Sakura Fubuki, một cơn bão tuyết từ cánh hoa anh đào. Phía nông trường bày tỏ, hoa anh đào màu hồng phấn là loài hoa anh đào núi Thái Bình đặc hữu của Đài Loan, chỉ sinh trưởng ở nơi có độ cao từ 1800 đến 2200 m so với mực nước biển. Mùa hoa nở rộ nhất là vào giữa tháng 4. Trong nông trường có nhiều nơi trồng hoa đều cùng nở rộ trong rất thơ mộng cánh hoa xinh đẹp không chỉ có ở đài trung mà tại xã cù khân của huyện vân lâm cũng rực rỡ với vườn hoa cà phê nở rộ sau cơn mưa khách tham quan đi giữa biển hoa cà phê giống như là lạc bước vào thế giới tuyết trắng một du khách chia sẻ cảnh tượng giống như là ngày tuyết rơi ở nước ngoài trên cành treo đầy những chùm hoa màu trắng nở rộ cả một vườn cà phê chủ kinh doanh là ông lưu dịch tăng cho biết mỗi năm có thể ra hoa đến 6 lần theo đánh giá của họ thì là có hai kỳ hoa sẽ nở cùng một lúc đến cả doanh nghiệp trồng cà phê tại địa phương cũng cho biết đây là lần đầu tiên trong 15 năm trồng cà phê của ông gặp cảnh hoa cà phê nở rộ như thế này. Có lẽ là do dạo trước bị thiếu nước, thế nên sau cơn mưa mùa xuân dịp Tết Thanh Minh, chúng đã nở rộ cùng lúc, tạo nên khung cảnh như phủ tuyết trắng vô cùng thơ mộng này.